Vợ thật, vợ giả. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú tên là William. Trong một lần đi du ngoạn, chàng đã trúng tiếng sét ái tình với một nàng công chúa tên là Sarah. Đố chàng bắt được em đó. Bắt đi. Nếu bắt được, nàng phải làm vợ ta đó. Chàng bắt em đi nè. Ta bắt được rồi. May mắn nhất đời ta là trong chuyến du ngoạn này đã gặp được nàng. Nàng đồng ý làm vợ ta nha. Ta sẽ về thưa lại với vua cha, xin người cho phép. Chàng nói thật chứ? Chàng không chê em chỉ là một công chúa của một nước bé nhỏ hay sao? Hay là chàng chỉ nói cho vui rồi sẽ không bao giờ quay lại? Đây là tín vật tình yêu giữa hai ta, ta tặng nàng. Nàng hãy giữ lấy nha. Nhất định ta sẽ quay lại đón nàng. Cảm ơn chàng nha. Sarah, ta yêu nàng. Em cũng yêu chàng. Phụ hoàng, con mới đi có mấy tháng mà người đã ốm nặng thế này sao? Người có muốn ăn gì không để con bảo người hầu làm? Trẫm không đói, trẫm chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Con về cung ở bên trẫm là tốt rồi. Những ngày con rời cung, trẫm rất nhớ con. Phụ hoàng, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh người lúc người bị bệnh. Con hứa từ nay sẽ không đi du ngoạn nữa, sẽ ở bên chăm sóc cho người cho đến khi người hoàn toàn khỏe mạnh. Tốt lắm, hoàng nhi hiếu thảo của trẫm. Hoàng tử, không xong rồi, bệnh tình của nhà vua đột nhiên trở nặng, người cần gặp hoàng tử gấp. Người nói sao, bệnh của phụ hoàng trở nên trầm trọng ư? Hoàng nhi, trẫm thấy không ổn. Trẫm sắp đi gặp các vị tiên đế rồi. Phụ hoàng, xin người đừng bỏ con. Ta không thể. Trước khi lâm chung, ta muốn dặn con một việc, con nhất định phải làm theo. Phụ hoàng cứ nói đi ạ. Con xin nghe theo. Ta muốn con lấy công chúa Rosie, con vua nước Lan Diệt làm vợ. Con đồng ý với ta chứ? Con đồng ý. Con sẽ làm theo ý người. Tốt, tốt rồi. Từ nay trẫm sẽ là vua của đất nước này. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta đã hứa với phụ hoàng, nên sau khi hết ta người, ta sẽ sang nước láng giềng hỏi cưới công chúa Rosie làm vợ. Các khanh hãy chuẩn bị lo liệu đi. Vâng, thưa hoàng thượng. Hả? Người nói sao? Người không đùa ta đó chứ? Hoàng tử William của nước Seri đã lên ngôi và sẽ kết hôn với công chúa Rosie sao? Dạ vâng, thưa công chúa. Nô tỳ nào dám cả gan nói dối công chúa. Nô tỳ vừa nghe được tin đó đã vội báo cho người biết đó ạ. Không! Tôi muốn vào trong. Tôi muốn gặp đức vua William. Người tưởng ai cũng được gặp đức vua sao? Mau về đi. Xin hãy bẩm báo với người rằng tôi là vợ chưa cưới của người. Chắc chắn người sẽ gặp tôi mà. Vợ sắp cưới ư? Không lẽ ngươi là công chúa Rosie của Lanty ư? Công chúa mà lại bẩn thỉu thế này ư? Mau cút đi, không ta bắt vào ngục bây giờ. Ta nghe thị nữ nói con đã bỏ ăn 3 ngày nay rồi. Ta biết con buồn vì chuyện của đức vua nước Seri, nhưng biết thế nào được? Ta chỉ là vua của một nước bé nhỏ mà thôi. Vua cha, con thật sự rất muốn gặp chàng. Con đã tìm đến tận hoàng cung của chàng, nhưng tất cả đều vô ích. Con phải làm sao bây giờ hả vua cha? Con nói đi, giờ con cần gì? Nếu làm được, nhất định ta sẽ làm cho con. Con nhất định phải được gặp chàng. Người có thể tìm cho con 11 thiếu nữ giống y hệt từ mặt mũi, hình dáng đến vóc người không ạ? À? Được, nếu đó là ước mong của con thì nhất định ta sẽ làm. Nhà vua sai người đi tìm khắp nơi 11 thiếu nữ giống con gái mình y hệt. Khi các thiếu nữ đến gặp công chúa Sarah,
Nàng cho người may 12 bộ quần áo đi săn rồi cùng các cô mặc vào. Họ lên đường đến đất nước Seri để tìm vua William. Thưa hoàng thượng, ngoài thành có 12 thợ săn bên ngoài thành muốn ý kiến ạ. Thợ săn ư? Ta đâu có cần thêm đâu. Bảo họ lui về đi. Nhưng họ rất đặc biệt ạ. 12 người giống y hệt nhau và vô cùng tuấn tú. Và họ khao khát được vào cung ạ. 12 người giống hệt nhau ư? Được, ta sẽ thuê tất cả các ngươi làm thợ săn của ta. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đi săn. Tạ ơn hoàng thượng. Từ hôm đó, ngày nào 12 thợ săn cũng theo nhà vua đi săn. Nhà vua ngày nào cũng yêu quý họ, cho đến một hôm. Chúng ta nghỉ ngơi sớm ở đây. Vợ sắp cưới của ta hôm nay đến thăm ta, ta phải về cung gặp nàng. Ngươi làm sao thế? Tỉnh lại đi nào. Ngươi là nàng ư? Sarah. Nếu ta bắt được nàng, nàng phải làm vợ ta đó. Đúng là nàng rồi, Sarah của ta. Chàng vẫn nhận ra em sao? Chẳng phải chàng đã hứa là sẽ quay lại đón em, vậy mà giờ đây chàng lại sắp kết hôn với một người khác. Tim em như nát tan từng mảnh khi biết được tin. Em đã phải lặn lội tới đây để tìm chàng, chỉ mong ngày ngày được bên cạnh chàng. Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi nàng. Ta đã quá vô tâm mà quên mất nàng. Cũng chỉ vì lời hứa với vua cha nên ta mới lấy Rosie làm vợ. Vậy chàng hãy về với vợ sắp cưới của mình đi. Chàng đã quên em thật rồi. Còn em bây giờ chỉ có cái chết mới có thể khiến em quên được chàng thôi. Đừng nói thế Sarah. Ta vẫn yêu nàng tha thiết và muốn lấy nàng làm vợ. Giờ nàng đã đến đây rồi, nhất định ta sẽ giữ lời hứa với nàng. Hãy tin ta. Chàng nói thật chứ? Chắc chắn rồi, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta. Sau đó, nhà vua đã phái sứ giả đến nước láng giềng từ hôn công chúa Rosie và gửi lời xin lỗi chân thành. Rồi chàng cùng nàng công chúa Sarah cùng nhau thực hiện hẹn ước bằng một hôn lễ linh đình trong sự chúc phúc của quần thần. Chuyện cổ tích của hai nàng công chúa. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có hai nàng công chúa là Daisy và Rose. Rose là chị, mồ côi mẹ từ nhỏ. Nàng sống cùng mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ, Daisy. Trong khi Daisy vô cùng xinh đẹp, được cưng chiều từ nhỏ, thì Rose lại nhỏ thó, xấu xí, nên nàng thường bị ghẻ lạnh. Cái con nhỏ Rose đó thật là đáng ghét. Rose, nó lại làm điều gì khiến con gái yêu của mẹ phật ý hay sao? Con bé người hầu vô ý làm rách tà váy của con. Con chưa kịp trừng phạt thì Rose xấu xí từ đâu chạy đến can thiệp vào, còn nói lý lẽ khiến ai cũng ủng hộ nó. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt, làm con mất mặt với lũ hầu gái. Thật tức không chịu nổi mà. Nếu cứ thế này, một ngày nào đó nó sẽ lấy lòng cha con để làm nữ hoàng mất. Ta sẽ tìm cách để tống cổ con bé đó ra khỏi cung điện này. Ta đã có cách, con lại đây. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của ta, ta đang rất vui nên có chuyện muốn hỏi các con. Nếu có một điều ước, các con mong muốn điều gì, Rose, Daisy? Không được, mẫu hậu đã căn dặn, ta phải nghe lời. Cứ lấy lòng vua cha trước, mọi chuyện để tính sau. Dạ thưa vua cha, con không cần vàng bạc châu báu hay bất cứ thứ gì trên đời này. Con chỉ ước vua cha mãi mãi mạnh khỏe để ở bên cạnh con. Giỏi, giỏi lắm Daisy.
con đúng là đứa con hiếu thảo, khiến ta hạnh phúc lắm. Còn Rose, ước muốn của con là gì? Dạ thưa cha, con ước được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của tất cả người dân ạ. Rose, con làm tao quá thất vọng đi. Chẳng lẽ con không có điều ước tốt đẹp nào dành cho cha con hay sao? Ôi trời ơi, Rose thật dại dột mà. Lẽ ra công chúa nên chúc phúc đức vua như Daisy mới phải. Ý của con không phải như vậy đâu thưa cha. Thật uổng công ta nuôi dạy con tử tế. Đến một điều ước dành cho cha, con cũng không thể làm được. Daisy là em gái của con, nhưng con bé cũng biết lo nghĩ cho cha. Vậy mà con... Thưa cha, con chỉ nghĩ nếu được, con muốn giúp đỡ mọi người dân của mình có cuộc sống tốt hơn. Điều đó là có tội sao thưa cha? Đã sai, con không biết nhận lỗi. Nếu vậy, ta sẽ cho con làm những việc mình muốn. Người đâu, hãy đưa công chúa ra khỏi tầm mắt của ta. Thật đáng đời. Từ nay ta sẽ không phải trông thấy đứa con gái xấu xí nữa rồi. Daisy của ta, vẻ đẹp lộng lẫy của con cùng sự sủng ái của vua cha, chỉ có con mới xứng đáng làm nữ hoàng thôi. Trong cơn tức giận, công chúa Rose đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung điện. Cha ơi, không ngờ bên ngoài cảnh vật lại đẹp như vậy. Kìa, cây dừa ơi, sao bạn lại khóc? Đã nhiều ngày rồi, tôi không có nước uống. Cô làm ơn cho tôi xin một chút nước với. Đợi mình nha. Ta sẽ làm một kênh nước từ suối để chảy vào cây dừa này. Như vậy, cây dừa sẽ có nước quanh năm mà không cần đến bàn tay của người khác. Từ sáng cho tới tận tối mịt, công chúa Rose không quản vất vả đào kênh nước nhỏ cho cây dừa. Cảm ơn cô gái tốt bụng, cô nhất định sẽ gặp được thật nhiều điều tốt lành. Đây là việc mà ta nên làm mà. Tạm biệt cây dừa nha. Tại sao các bạn lại bỏ chạy? Hôm qua ở đây có một trận mưa lớn, tổ của chúng tôi bị sập mất rồi. Trời sắp mưa rồi, kiến sẽ không có chỗ ở mất. Cô gái nhân hậu ơi, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô đâu. Chỉ là một việc nhỏ tôi nên làm mà, các bạn không phải bận tâm đâu. Mệt quá, đi suốt mấy hôm mà chưa được nghỉ ngơi. Có một ngôi nhà nhỏ. Bà ơi, phiền bà, con muốn xin bà chút thức ăn. Và con có thể xin ngủ ở đây một đêm được không ạ? Được chứ, nhưng ta đang bị bệnh. Ta có thể nhờ con chăm sóc cho đến khi ta khỏi bệnh được không? Dạ, con rất sẵn lòng ạ. Rose đã ở lại nhà bà lão. Nhờ có sự chăm sóc của nàng, chẳng mấy chốc, bà đã dần dần hồi phục sức khỏe. Không biết vua cha có khỏe không? Rose này, ta rất cảm ơn con những ngày qua. Thực ra ta là bà tiên hạnh phúc. Ta biết con là một người có trái tim nhân hậu, con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ta sẽ ban cho con một món quà thật đặc biệt. Sau khi nhận món quà của bà tiên, công chúa Rosie bỗng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Chào các bạn nhà kiến, các bạn vẫn khỏe chứ? Cô gái tốt bụng, nhờ có cô mà chúng tôi đã có được một chỗ ở tốt. Xin hãy nhận tấm lòng của chúng tôi, cô xứng đáng có được món quà này. Cảm ơn các bạn kiến, tôi sẽ sử dụng số của cải này thật có ích. Cô gái ơi, cô còn nhớ tôi chứ? Bây giờ bạn đã tươi tốt thế này sao? Nhờ có cô, ta đã thoát khỏi sự khô héo, cằn cỗi. Đây là món quà tôi tặng cô. Hãy nhớ khi nào về đến nhà mới được mở ra xem nha. Đừng để ai động vào báu vật này nha.
cũng chỉ vì Phúc tức giận mà ta đã đuổi đứa con gái ta thương yêu nhất ra khỏi cung. Không biết giờ này con bé sống thế nào rồi. Dạ thưa đức vua, chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể biết công chúa hiện giờ đang ở đâu. Hai ngày nữa ta cùng hoàng hậu và công chúa sẽ đi săn, hãy chuẩn bị cho ta. Hả? Thật kỳ lạ, sao giữa rừng sâu lại có một ngôi nhà tuyệt đẹp đến nhường này. Ông lão, có chuyện gì trong căn nhà đó mà có nhiều người đứng xếp hàng vui vẻ như vậy? Thưa ngài, đó là ngôi nhà của một chủ nhân xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy tên là Rose, đang phân phát lương thực cho những người dân nghèo chúng tôi. Có chuyện này thật sao? Cô gái ấy tên là gì? Dạ thưa đức vua, mọi người gọi cô ấy là Rose, tốt bụng và xinh đẹp ạ. Vua cha, là vua cha ư? Sao người lại đến tận đây? Rose, là con ư? Là con thật đó ư? Trông con thật xinh đẹp, khiến ta không thể nhận ra. Cha ơi, con đã gặp bà tiên hạnh phúc và bà đã ban cho con món quà này. Con chính là cô gái ban phát lương thực cho dân nghèo đó sao? Dạ vâng, thưa cha. Ôi, Rose, không những con sống rất tốt mà con đã cứu sống được rất nhiều người. Thưa cha, thực ra ước muốn của con là dân chúng được hưởng cuộc sống bình an, ấm no, vui vẻ. Nụ cười của họ chính là niềm vui lớn nhất của vua cha. Con thật là có tấm lòng đáng quý. Ta đã trách nhầm con rồi. Thật không ngờ con nhỏ đó không những còn sống mà còn rất xinh đẹp và nhiều vàng bạc châu báu đến như vậy. Tức chết đi được mà. Không ngờ con bé đó lại may mắn đến vậy. Con nghe nói con bé đó đã gặp được bà tiên hạnh phúc và được ban rất nhiều báu vật đó mẹ. Chúng ta phải tìm cách lấy hết báu vật và loại bỏ con bé đó ra khỏi hoàng cung mới được. Một quả dừa thật kỳ lạ mẹ ơi. Có lẽ đây là thứ báu vật giúp cho con bé đô đó có sắc đẹp tuyệt trần đến như vậy nè. Nhanh nhanh nhanh, con hãy mau mở nó ra xem đi. Trời ơi, Daisy à, sao trông con lại kinh khủng thế kia. Mẹ ơi, cứu con với. Con không thể để người khác nhìn thấy con như vậy được. Được lòng của người dân, Rose được đức vua trao quyền trị vì đất nước. Còn Daisy vì quá xấu hổ nên không bao giờ bước ra khỏi phòng của mình. Hoàng hậu cũng thương con nên bệnh nặng qua đời. Kể từ đó, người dân được sống trong hạnh phúc, ấm no. Rau lừa. Ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một người thợ săn trẻ tuổi, tốt bụng tên là Alan. Một ngày kia, khi cậu đang trên đường trở về nhà thì bỗng gặp một bà cụ nghèo khổ. Cậu có thể cho ta chút gì để ăn không? Ta phải nhịn đói mấy ngày nay rồi. Bà cụ tội nghiệp, cháu có ổ bánh mì đây, cụ ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn cậu. Để trả ơn cậu, ta sẽ nói cho cậu một bí mật. Hãy đi theo con đường này đến chỗ cây cổ thụ. Ở đó có mấy con chim đang giành nhau một chiếc áo. Cậu hãy bắn rơi chiếc áo đó. Đó là áo vạn dặm, có thể đưa cậu đến bất cứ đâu trong chớp mắt. Thật như vậy sao? Bên trong áo còn có một viên đá thần. Mỗi sáng nó sẽ tạo ra một đồng tiền vàng ở dưới gối của cậu. Hãy đi đi nhé. Alan đi theo chỉ dẫn của bà cụ tới chỗ cây cổ thụ. Quả nhiên có một đàn chim đang giành nhau một chiếc áo choàng lấp lánh. Bà cụ có lẽ là thần tiên đã ban tặng báu vật cho mình. Mỗi ngày khi Alan thức dậy lại thấy có một đồng tiền vàng bên dưới gối.
có được chiếc áo vạn dặm, cậu quyết định chu du khắp nơi tìm hiểu những điều mới lạ. Một ngày, khi đang lạc lối trong khu rừng xứ lạ, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một tòa lâu đài đồ sộ. Chào chàng trai trẻ, chẳng hay cậu đi đâu mà lại đến được lâu đài của ta. Cháu đang bị lạc trong khu rừng này, vừa hay nhìn thấy tòa lâu đài của bà. Bà có thể cho cháu nghỉ lại một đêm không ạ? Được chứ, mời cậu vào. Con gái Halena của ta sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Hắn có chiếc áo vạn dặm và viên đá thần. Con phải dùng mỹ nhân kế để lấy lòng tin của hắn, sau đó cướp lấy bảo vật. Nhìn chàng thật tử tế và tốt bụng, con không muốn làm như thế thưa mẹ. Nếu con không làm, ta sẽ biến con thành một con cốc và đuổi con ra khỏi nhà. Bà già trong tòa lâu đài chính là một mụ phù thủy, mụ ép con gái thực hiện kế hoạch hãm hại Alan. Alan không hề nghi ngờ, cậu hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ dịu dàng, xinh đẹp của Halena. Chẳng mấy chốc, Alan đã yêu say đắm cô con gái của mụ phù thủy. Halena, có chuyện gì mà hôm nay nhìn nàng buồn thế? Chàng nhìn kia, bên kia là núi Thạch Lựu. Ở đó có những viên ngọc đẹp nhất trên đời, nhưng ngọn núi đó quá cao, chỉ có loài chim mới bay đến đó được thôi. Thử làm việc gì khó khăn chứ, ta sẽ đưa nàng đến đó. Thật sao? Nhưng làm sao chàng làm được? Chiếc áo này có thể đưa ta đến bất cứ đâu, nàng xem nhé. Chúng ta đang ở núi Thạch Lũ rồi sao? Alan mải mê nhặt những viên ngọc quý, không để ý Halena ở ngay phía sau anh. Bụi phép của mụ phù thủy đã khiến cho Alan chìm sâu vào giấc ngủ. Thiếp xin lỗi, thiếp không thể cãi lời mẹ, cầu mong chàng được bình an. Halena, chiếc áo biến mất rồi. Vậy là ta đã bị lừa sao? Tại sao nàng có thể làm như thế? Đi nhanh lên, mày đi chậm quá đấy. Phải xuống thấp hơn, nếu không ngọn gió thần trên đỉnh núi kéo đến sẽ cuốn chúng ta bay đi mất. Ngọn gió thần, nó có thể đưa ta rời khỏi đây. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của những gã khổng lồ, Alan quyết định leo lên đỉnh núi đón ngọn gió thần. Cậu bị cuốn đến một khu vườn với nhiều luống rau kỳ lạ, xanh mướt. Vì quá đói bụng nên cậu đã ăn ngay một cây rau gần nhất. Trời, mình đã biến thành lừa mất rồi. Sau khi biến thành lừa, Alan cảm thấy càng thèm rau hơn. Cậu liền ăn ngay một loại rau khác. Thật bất ngờ, thứ rau đó lại biến cậu trở lại thành người. Hóa ra đây toàn là những cây rau thần. Chúng sẽ giúp ta trừng trị những kẻ lừa gạt. Tôi là quân lính của nhà vua, nhận lệnh mang loài rau quý về hoàng cung. Nhưng đường xa quá, rau bị héo đi nhiều. Bà có thể cho tôi xin ít nước tưới rau được không? Rau thần ư, hẳn là sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Anh muốn bao nhiêu nước cũng được, nhưng có thể cho ta nếm thử một ít loài rau quý này không? Được thôi. Mau ăn đi, đây là rau quý mang vào hoàng cung đấy, không phải ai cũng được ăn đâu. Ngay lập tức, mẹ con mụ phù thủy bị biến thành hai con lừa. Các người là những kẻ lừa gạt xấu xa, các người đáng bị trừng phạt, làm lừa mãi mãi. Thiếp xin lỗi vì đã lừa gạt chàng. Thiếp thật sự không muốn như thế, xin chàng hãy rủ lòng thương tha cho mẹ con thiếp. Rồi các người sẽ lại lừa gạt người khác nữa thì sao? Không, tôi biết lỗi rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều xấu xa nữa. Xin hãy tha cho tôi. Mũi lòng trước sự cầu xin tha thiết, Alan đã cho mẹ con mụ phù thủy ăn cây rau để biến trở lại thành người. Sau đó, mẹ con họ đã bỏ đi một nơi rất xa, không ai biết đến. Về phần mình, Alan đem số ngọc trên núi Thạch Lựu về chia cho tất cả mọi người. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!